Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay tôi xin trân trọng gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe sedan hạng B số tự động quý vị các bạn nhé. Đó chính là chiếc xe Honda City Top. Chiếc xe được sản xuất năm 2019, đăng ký tên tư nhân. Và chiếc xe này thì mới lăn bánh được có hơn 3 vạn km thôi bạn nhé. Cam kết với quý vị các bạn là đồng hồ chuẩn, không tua, full lịch sử bảo hành, bảo dưỡng tại hãng luôn. Và tất cả là còn nguyên bản luôn bạn nhé. Nguyên bản từ dàn lốp này, dàn lốp theo xe còn nguyên, lớp sơ cua mới tinh chưa hạ các bạn nhé. Đấy, mới có hơn 3 vạn thôi, cho nên là dàn lốp rất là dày đây. Lốp sơ, đết lốp vẫn còn 2019 này. Cả dàn lốp còn nguyên bản luôn bạn nhé. Đấy, còn rất là dày. Và tất cả đều có 2019 này, nguyên bản luôn bạn ạ. Cam kết với quý vị các bạn là nguyên zin nhá. Và còn rất là dày, đết lốp đều 2019 này, 2019 hết luôn cả dàn. Đấy, 19 hết cả dàn luôn bạn nhé. Và lốp siêu cua mới tinh chưa hạ luôn bạn ạ. Chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả bạn nhé. Tất cả là còn nguyên bản hết luôn này. Đấy, toàn bộ từ những cái cụm đèn hậu này, đấy, đều rất là mới, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì đâu bạn nhé. Đấy, và xe phiên bản top thì xe cũng đã được trang bị đầy đủ rồi. Từ khóa thông minh, đèn nổ, start top, màn hình, camera lùi, cảm biến lùi, đầy đủ luôn bạn nhé. Gương chiếu hậu gập điện, tích hợp xi nhan trên gương. Đấy, khóa thông minh, bấm tay để mở cửa này. Và nhìn từ những cái phần đầu bạn thấy đấy ạ, từ những cái cụm đèn cũng đã được trang bị là đèn LED ban ngày, đèn daylight này, đèn gầm. Đấy, phiên bản này là phiên bản top bạn nhé. Đèn daylight rất là sáng luôn. Đấy, nhìn về những cái phần sườn bên phụ này, nước sơn còn rất là đẹp bạn nhé. Chiếc xe này là màu đỏ đun, sản xuất năm 2019, đăng ký tên tư nhân và chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả bạn nhé. Phiên bản top thì là phiên bản đầy đủ nhất của Honda City rồi. Nó cũng giống như những chiếc xe Toyota Vios phiên bản G bạn nhé. Đấy, nước sơn này đều rất là đẹp luôn bạn nhé. Cam kết với quý vị bạn là tất cả là còn nguyên zin từ dàn lốp. Đấy, lốp siêu cua còn mới tinh chưa hạ cơ. Lát nữa thì tôi mở cốp ra tôi cho quý vị và bạn xem. Đấy, rất là đẹp luôn này. Toàn bộ từ keo chỉ này, keo chỉ, táp bi đều rất là mới này. Vô lăng thì chiếc xe này thì quý vị bạn xem đây ạ, chủ xe còn bọc vô lăng, cho nên là cái vô lăng này còn như mới này. Vừa mới bóc cái vô lăng này ra nhá, là tôi chưa đánh cái lớp phấn này ở cái ốp vô lăng kia kìa. Đấy, ốp vô lăng nó ra. Đồng hồ công tơ mét này, đồng hồ công tơ mét chiếc xe này là chính xác luôn này. Chip A, chip B này. Đấy, 3.3 các bạn ạ. Đấy, đồng hồ công tơ mét 3.3, đồng hồ chuẩn luôn bạn nhé. Và lịch sử bảo hành bảo dưỡng tại hãng thì đang nhắc thay dầu tại km 3.6, tức là 3.000 nữa mới thay, phải thay dầu bạn ạ. Đấy, 3.000 nữa phải thay dầu, toàn bộ thay dầu trong hãng này. Đấy, rất đẹp luôn. Trần cũng là trần nỉ, không có bọc như nó. Chiếc xe này là xe gia đình, không chạy dịch vụ cho nên là không có bọc trần. Đấy, ghế thì ghế da theo xe còn nguyên và rất là mới này. Và đây, năm sản xuất đây, chiếc xe này là phiên bản, này là phiên bản 1.5 top các bạn nhé, sản xuất năm 2019 này. Đấy, đều rất là đẹp luôn. Nội thất thì như mới luôn. Chủ xe rất là cẩn thận này, phủ táp lô này. Phủ táp lô cho nên là cái táp lô này nó cũng còn rất là mới nhá, bên trong này là mới luôn này. Đấy. Nội thất tất cả đều như mới luôn bạn nhé. Mới lăn bánh có 3.3 km thôi, cho nên là đều rất là mới này. Toàn bộ những cái hàng ghế ngồi phía sau này như là xe mới luôn bạn này. Đấy, chiếc xe này thì chúng tôi cũng vừa mới lấy về cái là dọn dẹp đi rồi quý vị các bạn nhé. Keo chỉ còn nguyên zin luôn, là cam kết với quý vị các bạn là nguyên zin hết nhé. Cốp sau, đây là cốp sau này. Toàn bộ từ ốc cốp sau đến keo chỉ của cốp sau này cũng còn nguyên zin luôn các bạn nhé. Đấy, keo chỉ cốp sau, ốc cốp sau là nguyên zin này. Đằng sau này thì xe không có chạy dịch vụ, xe này là xe gia đình các bạn nhé, cho nên là những cái phần đằng sau này nó không bị xước sát này. Từ những cái phần nỉ này còn nguyên này, những cái gối tựa đầu này, lọc đầu chủ xe rất là cẩn thận này, thay lọc động cơ này, thay lọc điều hòa này, các thứ này vẫn còn giữ lại nguyên ở trong xe được bạn nhé. Thay ra rồi mà vẫn còn giữ lại này. Đấy, chủ xe rất là cẩn thận luôn. Bên dưới là cái còn trải cao su này để chống, cho nên là cái nỉ này còn mới luôn này, có lót cao su cho nên là cái nỉ rất là mới nhá. Lốp siêu cua mới tinh chưa hạ đây các bạn này. Đấy, lốp siêu cua này còn nguyên vạch sơn, mới tinh luôn bạn nhé. Lốp siêu cua mới tinh, kích cũng còn mới luôn, chưa có bị đâm va gì cả. Cái cốp sau này các bạn xem này, đấy,
đều rất là đẹp luôn bạn nha. Chưa đâm va gì cả. Đấy, và rất mới. Toàn bộ những cái tabi, đây là cái tabi cánh cửa phía sau bên phụ này, keo chỉ còn nguyên zin này, tabi rất là đẹp luôn nhá. Đấy, và trải sàn da này, thảm nguyên zin của xe vẫn còn này. Đấy, thảm nguyên zin này, nội thất ghế da này. Đấy, đều rất là mới luôn quý vị các bạn nhé. Khóa thông minh, bấm tay để mở cửa này, bấm tay cả bên phụ này. Đây, toàn bộ những cái phần keo chỉ này, tabi này, bậc cửa này đều rất đẹp. Toàn bộ từ táp bi cho đến táp lô đều rất là mới. Táp lô thì chủ xe đã bọc lót cái thảm này, cho nên là bên trong là mới nguyên này. Đấy, bên trong chưa có xước sát gì cả các bạn nhé. Toàn bộ từ táp bi, táp lô, vô lăng chạy 3.3 nhìn như mới luôn bạn này. Vì vô lăng này được bọc đây, cái ốp vô lăng này, bọc vô lăng chứ còn rất mới. Hai chìa khóa cũng còn rất là mới nhá. Chiếc này là còn mới tinh này, chưa dùng tí nào này. Đấy, chiếc này là mới tinh chưa dùng. Còn chiếc này thì chủ xe đang dùng thì lại dùng ốp, cho nên là nó cũng đều rất là mới này. Đấy, hai chìa mới tinh đầy đủ luôn các bạn nhé. Phiên bản top thì đã có được là trang bị là đèn nổ start top này, điều hòa tự động này. Đấy, màn hình đầy đủ hết luôn các bạn nhé. Đấy, nội thất thì rất là đẹp, từ những cái phần nỉ này cho đến những cái phần nội thất da, hàng ghế trước từ ghế lái, ghế bên phụ đều rất là đẹp luôn quý vị các bạn nhé. Những cái phần từ nước sơn cho đến phần nội thất đều rất là mới rồi. Sau đây tôi sẽ mở cái phần động cơ cho quý vị các bạn xem này. Đấy. Honda cũng đã trang bị cho chiếc City Top 2019 này là một cái khối động cơ xăng với dung tích 1.5 lít quý vị bạn nhé, rất là tiết kiệm nhiên liệu. Động cơ iVTEC của Honda thì rất là bền rồi bạn này, vừa bền vừa tiết kiệm nhiên liệu các bạn nhé. Những chiếc xe đến từ đất nước Nhật Bản nói chung và những chiếc xe Honda City này nói riêng rất là bền bạn ạ. Động cơ của những chiếc xe này thì có thể ví như nồi đồng khối đá rồi, rất là đẹp. Và chiếc xe này là còn nguyên bản nhé, nguyên bản từ ốc chân máy này cho đến ốc mặt máy này, tất cả các con ốc ở trong cái khoang động cơ này là còn nguyên zin hết luôn này. Ốc tai, ốc cabo này nguyên zin này, keo chỉ cabo. Đấy, những cái tem này là còn nguyên zin hết bạn nhá. Nguyên zin hết luôn này. Đấy, những con ốc này nguyên zin này. Đều rất là đẹp luôn các bạn nhá. Một chiếc xe phải nói là đẹp và đều, khá hoàn hảo luôn các bạn nhá, cho một chiếc xe ở phân khúc B. Ở phân khúc B thì rất nhiều những chiếc xe, có thể nói là đa số những chiếc xe trong phân khúc B là chạy dịch vụ. Chiếc xe này thì không chạy dịch vụ bạn nhé. Tem đăng kiểm là xe tem bình thường này, này. Tem gia đình như này, không phải là tem dịch vụ bạn nhé. Đấy, tem bình thường và còn hạn đến 2026, tháng 5 năm 2026, tức là còn 1 năm đăng kiểm nữa luôn bạn nhé. Thì vừa rồi tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị các bạn toàn bộ về chiếc xe Honda City Top 2019, lăn bánh có hơn 3 vạn km còn nguyên bản đẹp như này đây các bạn này. Đấy, và chiếc xe này chúng tôi cam kết với quý vị các bạn là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản, máy móc tất cả là còn nguyên bản các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Honda City Top 2019 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883, để chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ gà chúng tôi số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Trăm người bán, vạn người mua hơn thua nhau là ở cái chất lượng. Những sản phẩm tốt thì không bao giờ có giá rẻ, những sản phẩm giá rẻ thì chưa chắc đã tốt. Vừa rẻ mà lại vừa tốt thì không bao giờ có đâu nha mọi người. Quý vị và các bạn nào mà muốn mua được sản phẩm tốt thì đừng vội quan tâm đến giá cả, mà hãy quan tâm đến chất lượng của sản phẩm đó như thế nào đã. Một điều đặc biệt là khoa học đã chứng minh, những người thường hát một mình trong nhà vệ sinh thì là những người rất là vui vẻ và yêu đời. Những người đang xem video mà like video, đăng ký kênh là những người rất là thông minh. Vì vậy mà quý vị và các bạn đang theo dõi video thì xin hãy like video, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 nè. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều.